Ê, giờ mình vô làm nhà vua nha, cung thành hồi xưa. Cái cầu này mới xây dựng thôi chứ hồi xưa là nó bắt cái qua chứ không phải cầu vậy. Lớn ghê, cung điện xe quẹo ngang. Cung thành hồi xưa ý hệt trong phim luôn, ý hệt trong phim luôn, lớn ghê. Đây đại bác đây à. Khai pháo. Ủa, cái này nó nhét pháo cho đường nào ấy. Ê, vô chụp đi. Để nó đi cho thiệt. Chụp không có chi đi, giờ ra qua với chi chụp đi. Chưa xài lần nào tôi rồi. Anh qua đây là chụp, anh kêu lên chi mà sao mà chụp? Ai mà chụp ở đây án chụp anh cái đừng quay trực tiếp mà. Rồi đây né né ra chụp cho hai vậy đây gái rồi một đẹp lắm một ba ok rồi đây 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 cầm vô mảnh thôi rồi nhìn đây hai giờ cầm vô luôn rồi đây một hai ba ok liền luôn mà 5 phút thôi để liền luôn. Đang xem võ ngọc ý nghe nè. Như ý đâu trả lời anh giáo sư mình mới hả. Đây quay cho quần cũng nè thấy không đó, cũng thành hồi xưa đẹp quá. 30 30 đi, rồi cũng vậy, cứ gọi đi. Linda Trang Hải. Này mình nhét pháo từ nào ta? Trên hạ xuống hả? Có cái ngồi đây không? Vô. Em ơi, ui. Đây
ấy gặp đó không tha kìa. Đi bộ vô trong nghe, đi bộ chút xíu mình tắt lại, mình lai lại vô trong, vô bằng cung trong nó đẹp. Khá lâu. Mình đi tắt đi. Cái bức tường của con thành phải nói là vững chắc. Cung điện cái nằm chỗ là rất lúc trong. Đây là cung điện này. Cung điện. Giờ tắt lại chút xíu tôi động lại.